Thầy chào các em. Thầy chào các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài chính trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Chúng ta sẽ nghiên cứu các nội dung như sau. Thứ nhất, minh họa số liệu bằng biểu đồ. Thứ hai, một số dạng biểu đồ thường dùng. Thứ ba, tạo biểu đồ. Thứ tư, chỉnh sửa biểu đồ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu phần 1 và phần 2 trước. Các em hãy quan sát hình về số học sinh giỏi của các lớp 7, của lớp 7A. Thì ở đây là qua các năm học từ 2011 đến 2016. Thì ở hình 1 và hình 2 đều là minh họa số liệu. Thì các bạn đã học về vẽ biểu đồ ở bên môn địa. Thì thông qua môn học Excel tin học, Excel trong môn tin học, thì bạn có thể vẽ các dạng biểu đồ giống như ở bên môn địa, nhưng mà sử dụng một cách nhanh chóng hơn và hợp lý hơn. Bạn chỉ cần có số liệu là bạn sẽ ngay lập tức vẽ được biểu đồ. Thì đây là dạng một số dạng biểu đồ bạn có thể vẽ ở trong môn Excel. Thì khi chúng ta vẽ biểu đồ thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm gì? Thì thứ nhất sẽ giúp chúng ta dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc dễ ghi nhớ lâu hơn. Biểu đồ sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Thì cái này là điều quan trọng ở trong Excel, là khi bất kỳ bạn thay đổi bất kỳ một con số hay dữ liệu nào trong Excel ở trong vùng mà bạn vẽ thì lập tức biểu đồ đó sẽ được thay đổi theo. Bạn không cần phải chỉnh sửa vẽ lại giống như trên giấy, là bạn phải xóa đi vẽ lại, mà Excel sẽ được tự động cập nhật cái hình dạng biểu đồ mới cho các bạn. Và ưu điểm tiếp theo là nó sẽ có nhiều dạng biểu đồ phong phú mà chúng ta hay lựa chọn để chúng ta vẽ. Thì biểu đồ là gì? Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa. Chúng ta có thể là vẽ bằng các cột, các đường đoạn thẳng, vân vân. Rồi các bạn ghi phần một nhỏ của bài chính vào. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu xem là chúng ta sẽ có những dạng biểu đồ nào thường dùng. Thì cái này chắc các bạn bên môn địa các bạn đã rành, là chúng ta sẽ có biểu đồ cột nè. Thì trong biểu đồ cột thì có nhiều hình thức để chúng ta vẽ biểu đồ cột ha. Biểu đồ cột đơn, cột đôi, rồi vân vân ha, nhiều dạng khác nhau. Rồi biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn. Đây là ba dạng biểu đồ mà được thường xuyên sử dụng nhất. Và trong Excel chúng ta sẽ có thể vẽ thêm một số dạng biểu đồ khác nữa. Rồi biểu đồ cột thì với mục đích là để làm gì? Thì để so sánh dữ liệu trong nhiều cột. Còn biểu đồ đường gấp khúc là dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Và biểu đồ tròn thì chúng ta sẽ để mô tả tỷ lệ các giá trị dữ liệu so với tổng thể. Rồi các bạn ghi bài vào. Thì sau đây chúng ta sẽ xem cái ví dụ 1. Thì đây là so sánh số học sinh giỏi. Thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ nào? Chúng ta sẽ sử dụng đồ cột ha. Còn đối với số liệu như thế này, chúng ta xem số ca mà tai nạn giao thông thì giữa các tháng ở trong một năm 2007 thì nó tăng hay giảm như thế nào, thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ đường gấp khúc. Đối với ví dụ 3 thì chúng ta thấy là học sinh giỏi thì chúng ta sẽ so sánh với toàn khối, ta nhìn tổng thể toàn khối thôi, học sinh giỏi của từng lớp thì lớp nào sẽ có ưu thế hơn nhiều hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ tròn. Thì đây là một số dạng biểu đồ thường dùng. Thì bài học chúng ta đến đây là hết. Thì các bạn xem lại bài, ghi bài đầy đủ. Nếu có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với thầy thông qua email. Rồi thì chào các bạn, chúc các bạn học tốt.